Chiều ngày 10 tháng 3, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp công an phường Yên Sở và người dân đang xử lý đám cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới lan sang nhà dân. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 10 tháng 3 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, hội nghị, tổ chức sự kiện, địa chỉ số 2/93/15 phố Yên Sở. Ngọn lửa còn cháy lan sang căn nhà 7 tầng liền kề. Người dân dập lửa nhưng bất thành và đã báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai phối hợp công an phường Yên Sở và người dân đã nhanh chóng xử lý, khoanh vùng, chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ. Các lực lượng triển khai đội hình tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu, may mắn vụ cháy không xảy ra thương vong.